Hiếu Nguyễn nói Campuchia sắp đánh Việt Nam phải không chủ phở? Hồi nãy đọc bài thơ đó, có đó. Chuẩn bị đi. Chuẩn bị mỗi người từ trên 10 mấy ta 14 tuổi mang được cái súng AK là bắt đầu xin ghi tên trước để mà mốt mà. Nhưng mà sau này nước Miên á, mình lấy cái lý do này mình nhập vô nước mình luôn cho rồi. Tại vì chú cũng muốn trở về cái thành của chú hồi xưa xây là Angkor Wat, hồi xưa là một cái tiền kiếp chú xây ở bên đó, mà giờ bước vô cũng phải có cái vé nữa, phiền quá. Phải của mình thì mình phải lấy lợi của mình. Ở trên thế giới ngày hôm nay xém một chút nữa là mấy tuần trước á, là mình nhờ mình Khánh qua được cái nạn là chiến tranh lớn, nó cũng là chiến tranh thế thứ ba nhưng mà phải đi từ khớp. Bữa nay á, là nghe nó rút quân, nó sẽ đàm phán hòa bình, đó là ý trên, rồi sau đó bắt đầu mới tới Biển Đông. Chứ còn làm một lượt hết á, thì sẽ nổ lớn, nhiều nhân loại sẽ chết, cha chư Phật không có muốn vậy. Cho nên phải cho Trung Cộng học bài học, chuyện gì nó đánh nó cũng phải đánh đến, nó cũng phải đến chia năm xẻ bảy, Trung Cộng cuối cùng rồi cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Cái thế giới tất cả những cái gọi là không tốt, những cái không có thật đó, những cái giả dối đó, sẽ ra đi, chỉ còn lại cái thiệt thôi, cái thiệt và cái thiện. Còn bao nhiêu cái độc tài gian xảo và mưu mô tính toán đều sẽ ra đi hết. Đó là cơ vận là đi như vậy đó quý vị, sẽ nhìn chung như vậy. Thì lúc đó trên thế giới này cái bầu trời ấy sẽ không còn trượt nữa, chỉ còn lại người tốt thôi. Không khí ô nhiễm cũng sẽ bớt đi, không khí ô nhiễm thì sẽ dành lại cho những người còn sống lại. Mà hôm nay nè, cho tới ngày đó đó là cũng còn một chút xíu nữa, mà con người của mình nó có qua được cái chút xíu này hay không thôi. Ai muốn qua thì ráng nhẫn nại nghe kiệt lót chót, còn mà cứ lên mà cứ chụp vô có nhiều mấy người lạ ngộ lắm, không biết thì từ từ nghiên cứu, mình đâu mất mấy ngày đâu để mình chữa kiệt sớm. Phải coi cái ông này ông có lợi lộc gì không, ông lên đây ông làm gì. Ông lên đây ông đeo mặt nạ để cho mọi người phỉ báng, chứ đâu có ăn tiền gì đâu. Nhưng mà rất là nhiều người có duyên trong thời gian qua hiểu được thì chút chút thì cũng cảm ơn. Và một phần lớn á, những bác lớn tuổi mà bên đạo Cơ và Hảo á, cũng hiểu được. Nóng quá, mấy cái đèn nóng quá. Bà con ở xa gần về thăm kỳ cỡ Thiên Long Sơn thì cũng tiếc, thì quý vị cứ rảnh thì cứ nhắn tin, thì về cửa là chưa có mở được, nhưng mà mình dạng giống như gia đình thăm vài chục người thì ok. Nghiệp Lan kịp đọc comment của quý vị. Chú Kiều ơi, dạo này vàng lên quá. Bữa hổm nếu mà chịu khó nghe 2 3 tháng trước, 6 tháng trước thì đó mua thì giờ vô mánh rồi. Đại khái kìa, người nào mà chịu khó nghe thì chỉ có sức khỏe tốt, qua được Covid, không có bị trầm cảm, giàu nữa nếu mà có tiền đầu tư, rồi được đi về trời gặp gặp Phật nữa, còn hơn là không bị được gì hết. Còn chị dòng lửa để mình định chánh luôn, mình cũng không có bên bả, từ đầu bả là chánh nghĩa, nhưng mà khi mà khởi nguồn lên rồi, nóng máu lên rồi, bả phan tùm lum, thế là lỗi của bả cũng có lỗi á. Nhưng mà khi đánh lộn mà lúc đầu á, ai khởi ra nguồn trước á, mới là quan trọng. Thì lúc đầu bả khởi tâm là từ thiện, nhưng mà cuối cùng từ thiện bị vô tù cầm lại, thì cái đó là cũng không đúng. Tại vì những cái người sau này, những người giàu, người ta thấy người ta cũng chán luôn,
người ta không dám làm từ thiện nữa, người khổ vẫn là dân tiếp tục khổ. Đó là ý kiến nói vậy thôi, chứ bà cũng có khúc giữa, bà làm quá. Quê Hiền nói vô tình có thể đầu hàng nhân không anh? Hiện giờ đang sinh là không, nhưng mà ngày mai nó bị thiên ma nhập vô làm sao, ổng bị thiên ma nhập vô làm sao, nó là cháu của thiên ma, nhưng mà giờ thiên ma thiệt nhập vô nó bấm nút rồi cũng mệt đó. Trường Vinh nói chú Kiều ơi, năm nay con thi đại học thì bây giờ con nên tu hay nên học? Ủa con nói chuyện tức cười, học thì phải cứ học, mà học ngày con học 6 tiếng 7 tiếng, còn ở nhà một ngày có 24 tiếng mà chú chỉ mong con tu ngày một tiếng thôi là mừng rồi. À, ngồi thiền nửa tiếng, đọc kinh nửa tiếng là xong, vừa tu vừa học chứ là hỏi kỳ vậy con, phải học. Xin chú giúp cô Hằng cũng như người nghèo ạ. Cô Hằng phải trả cái nghiệp 90 ngày chú có xin rồi, nhưng mà trên nói vậy để cho bà hạ quả xuống, bà vô trong lo trọng á, lửa nó hạ xuống. Ai kêu bà phan quá trời phan, từ chánh nghĩa bây giờ hành, nhưng mà sau này bà sẽ đi vào lịch sử á nghe. Mình cứ lo chuyện chết sống trước mắt mình đi, miên nó sẽ đánh mình á, rồi trung trọng nữa, rồi đói sẽ chết đói nữa, nạn chết đói nữa, không lo là bây giờ bớt đi. Mà hình như là ở trên cũng cho bà vô họp để mà bớt ồn ào trên mạng á, để cho bà con tập trung tu tập đó mà. Ngồi thiền thiên biến dạng quá. Ngồi thiền theo cái lên Facebook Ngô Tuấn Kiều Official á, có cách chỉ ngồi thiền đàng hoàng, không có bị tẩu hỏa nhập ma. Ngồi để cho mạnh khỏe, để chi rèn luyện trí nhớ, chứ không phải là ngồi để mà có thành thâm. Ngồi có thành thâm mà phải có căn, mà có sư phụ mà kế bên. Sóc Trăng có bị gì không? Cháu cũng bị đói. Thế Phạm nói bà con ráng lo tu đi bà con ơi. Đúng, giờ phút này chỉ có cái đó thôi, cầm cuốn kinh đọc đâu có gì đâu. Vừa đỏ thoải mái, vừa không có bị lo lắng, và đồng thời được gặp Đức Thầy nữa. Nếu người miền Tây hiểu đó, thì gặp Đức Thầy. Còn người ở Sài Gòn đó, đọc kinh đó để cho bớt bớt lo Covid. Tất cả đều có lợi hết mà. Nên đầu tư tâm linh thay vì cứ lo hỏi mua vàng như mua đất, tiền đổi đô hay đổi vàng tối ngày, đọc kinh đi.